สวัสดีครับ To be sure Ồ, vậy là sao? Là Dạ, trang phục này là trang phục của người Campuchia. Sao em lại mặc bộ trang phục này? Dạ, tại vì mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Thì dạ, chắc chắn rồi. Anh ấy cũng là người Campuchia gốc Việt. Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Việt và lai Campuchia. Ba anh ấy là... Ba của anh ấy là người Mỹ gốc Anh. À, bạn có thể nói tiếng Việt được không? À, một chút. Mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Brian, 27 tuổi. Tôi là làm director trung tâm tiếng Anh. Ở đâu? Quận Bình Tân. Em tên là Hân, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm công ty và cũng là đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Công ty thì em làm tại thành phố Hồ Chí Minh, còn em dạy tiếng Anh thì ở Tiền Giang. Tụi em gặp nhau như thế nào? Em gặp với em qua app dating 3 năm trước. Em đi Việt Nam tầm ba con nói với em hai tuần, sau hai tuần em gặp với em ở Bitexco. Lúc đấy thì là 9 giờ tối rồi. Khi mà em đến Bitexco đó thì em lên trên tầng trên như ảnh chụp cái bức hình á, anh bảo là tôi đang ngồi đây nè. Xong rồi em đi lại ngay cái bàn đấy, tại vì em cũng đã lên Bitexco mấy lần. Thật ra là em nói ủa sao mình lợi mà mình thấy ảnh đâu trơn. Cái mình mới nhắn tin anh đi đâu rồi, bây giờ anh có muốn gặp hay không? Nếu mà anh không muốn gặp thì em đi về. Lúc đó thì ảnh sợ quá, ảnh đi vòng vòng. Cho đến khi mình hỏi cái câu chuyện ra thì ảnh mới nói là tại vì lúc đó ảnh nặng 200kg. Thành ra là ảnh ngại là mình đến mình lại bỏ về. Nhưng cuối cùng thì hai đứa em có gặp nhau. Ảnh lại mang rất là nhiều bạn bè đến, tại vì ảnh sợ. Vậy đó hả? Em có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ em nhận lời gặp mặt em? So excited, đẹp quá. Đẹp quá. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Sau đó cũng có những cái cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cũng gặp bạn bè ảnh, rồi cũng dẫn bạn bè ảnh đi vòng vòng chơi tại Sài Gòn. Thì tuần cuối cùng mà ảnh gặp em thì cũng là lúc ảnh phải quay về Mỹ. Rồi anh có tỏ tình với em không? Anh có nhắn tin là em có muốn làm bạn gái anh không? Mà lúc đó là anh trên máy bay rồi. Thì lúc đó mình mới nói là em đồng ý với một điều kiện. Một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Đào thai. Write too much. Vì gì mà đau tay? Đau tay hả? Đau tay quá hả? Bao lâu thì ảnh qua ảnh thăm em một lần? Ảnh về Mỹ được 2 tuần, ảnh lại quyết định quay trở lại. Và cứ thế thì 2 tháng ảnh qua một lần. Trong khoảng thời gian đó, ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em. Vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác, cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh không đồng ý. Thì lúc đó ảnh về ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình. Mẹ ơi, làm ơn. Vậy đó. Và lúc đó ảnh cũng âm thầm ảnh tập thể dục từ 200kg mà ảnh xuống còn 100kg. Thế còn gia đình em thì sao? Em có nói với mẹ em là em đang quen cái anh này, mà ảnh cũng không được nhỏ con cho lắm. Mẹ em thì không có suy nghĩ về ngoại hình. Mẹ em cũng nói là nghe nói là tay cũng hơi ghê, sợ bị lừa đảo. Em có nói là do mẹ của ảnh là người Việt Nam gốc Campuchia, thì hai bên người lớn có nói chuyện xin phép theo truyền thống Việt Nam. Sau đó thì ảnh về quê. Lúc đó mọi người ngạc nhiên, tại sao con bảo là 200kg mà bây giờ đâu có thấy 200kg gì đâu, nó ốm nhơ mà. Có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ có 80kg thôi, còn hiện tại bây giờ là 150. You happy? Yeah, happy. Gia đình của Hân là tuyệt vời. Mẹ của Hân nhiều là second mother. Mẹ của Hân á, coi như là người mẹ thứ hai luôn. Mẹ của Hân nào thích khó giống nhau mẹ. Giống mẹ của anh. Yeah. Brian học tiếng Việt được mấy năm rồi? 6 tháng. 6 tháng như vậy là good á. Cảm ơn. Các em quen nhau bao lâu thì mới quyết định đi tới kết hôn? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng và sau khi em qua Mỹ thăm gia đình thì hai bên đã xúc tiến cho tụi em đăng ký kết hôn. Em kết hôn được mấy năm rồi? Được gần 2 năm rồi chị. Mà lúc mà mình chụp hình cưới á, mình có nói với anh này là ở Việt Nam á, là truyền thống là người ta hay đi chụp ngoại cảnh hay là chụp một bộ album cưới để làm kỷ niệm. Nhưng mà anh không đồng ý. Think I look mập. Đó là em đã xuống 100kg chưa? Vẫn còn ngại. Anh nói thôi, đứng ra đó chụp
chụp chi nóng muốn chết, mình chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi, ta biết mặt mình thôi. Sau khi đám cưới về, cưới một cô vợ Việt Nam, đó thì là cái cuộc sống của Brian á, có gì khác biệt, có gì thú vị hay không? Sau khi we get married, hai chồng vợ đi du lịch Taipei, Thailand, Cambodia. Đi du lịch. Vậy là cái honeymoon là ở đâu? Honeymoon là Taiwan. Vui không? Dạ vui. Làm quá. Đêm tân hôn có vui không? Dạ. Về đẹp quá, so smart, motivating, tình yêu, an, không sao mắc. Rồi, 2 năm ở với nhau, vậy thì có vợ mộng gì không? Anh Brian có thật xấu gì không? Thì khi mà cưới nhau về rồi thì ở chung thì mình mới thấy ra là trời ơi, cái anh này làm biến muốn chết. Hiểu không Brian? Hiểu. Mình đi làm mệt, mình đi từ sáng cho tới chiều, xong rồi mình lại đi tỉnh, rồi mình quay trở lên, bước vào nhà mở căn phòng ra nhìn muốn xỉu, quần áo lung tung, không hề ngăn nắp một chút xíu nào, mình chỉ có đứng la làng thôi. Anh tưởng mình gặp cơn ác mộng hay là cái gì, anh chàng nói, ủa sao em la lên vậy, trời anh làm cái gì mà nhà cửa như có ăn trộm ăn cướp vào vậy. Anh quăng đồ hả? Thay đồ, quăng đồ lung tung. Dạ đúng rồi chị, mặc xong rồi để xuống đó luôn, bây giờ thì ngăn nắp hơn rồi. Đã còn gì nữa? Anh thích uống bia, thích bạn bè. Nhiều khi mình nói là trời ơi, thôi anh bớt lại đi, mình phải học để dành. Giống như là châu Á mình, người châu Á mình là rất là tiết kiệm đó. Với lại sức khỏe của mình tốt hơn. Ngày nào em cũng nói, anh ơi anh đừng có uống bia nữa, tiết kiệm, anh bớt gặp bạn bè lại, tập trung làm việc nhiều hơn. Thế anh uống khoảng bao nhiêu lon? 8 lon. 8 lon? À. Nghe 100 lon hết hồn. Rồi anh còn thật xấu gì nữa? Dạ thì lâu lâu anh hay nóng giận vô cớ. Cũng như là cái gì anh không làm được á thì anh hay nóng. Nóng như thế nào, anh thể hiện sao? Giống như là mình đang đi trên đường, cái người nào đó đang chạy cái súng đầu xe anh. Anh la làng vậy đó, ta muốn giục chiếc xe luôn vậy đó. Đi ô tô hay là đi xe máy? Dạ xe máy á. Tức là không kiềm chế được đúng không? Dạ đúng rồi, anh không kiềm chế được, giống như là cảm xúc người ta dễ bộc lộ ra. Gặp bạn bè anh tiêu xài nhiều, nhưng mà dạ, anh có xài cho bản thân ảnh nhiều không? Ảnh ít xài cho bản thân ảnh, nhưng mà ảnh thích xài bất cứ thứ gì anh muốn. Giống như ra đường thấy người ta bán một cái món gì đó, không cần biết bao nhiêu, thấy người ta khó khăn là anh mua. Đồng cảm và chia sẻ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đôi khi anh đồng cảm chia sẻ nhiều quá, người ta lợi dụng anh. Em có thấy ảnh khác với đàn ông Việt Nam nhiều không? Vì ảnh là nửa dòng máu châu Á rồi đó. Ảnh có nhiều cái thì ảnh cũng khác, và có nhiều cái anh cũng giống, kiểu như là lai lai vậy đó. Nhưng mà cái nào không hiểu thì mình cắt nghĩa, mình giải thích. Rồi giờ tới Brian. Em muốn đổi tiền đỏ mì cho Việt Nam đồng. Hồi vợ em ơi, đổi tiền với anh, đổi tiền and count. Gì? Small. She say, ngàn hàng hơn. Tỷ giá muốn đưa nhiều đưa. Rồi xong rồi bảo với ảnh là vợ lúc nào cũng đúng. Và vợ em hồi còn uống bia mà ngay còn láng biếng. Làm biến. Không làm biến. Cào nhào ảnh hoài á, tối ngày cào nhào ảnh là đừng làm biến, đừng uống bia. Nói nhiều á. Cằn nhằn. Nhưng vợ em nói ăn còn uống bia, không có tin. Nhưng vợ em mùa shopping. Rất là thích shopping đúng không? Còn gì nữa không? Nó finish. Yeah. Em muốn vợ em thay đổi cái gì? Anh muốn đi chơi với bạn một chút. Uống bia cuối tuần. Nhưng vợ em đi làm cuối tuần. Don't go out, stay home, save money. Em không được đi đâu hết, ở nhà giữ tiền đúng không? Nghĩa là muốn được đi chút xíu. Còn Hân muốn Brian thay đổi gì không? Em muốn Brian đi tập gym nhiều vô để giữ gìn sức khỏe. Em mong muốn ảnh đạt được số ký là bao nhiêu? Em mong muốn anh đạt số ký là 90 ký. Not possible. Không thể xảy ra. 110 ký. Được không? 110 ký trước đi. Dạ được. Không biết nói gì hơn là chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc và em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn. Dạ, xin chào, cảm em ơn. Rồi. Dạ,
Em tên là Nguyễn Thanh Tuân, năm nay 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế. Dạ, em tên là Nguyễn Kim Phụng, năm nay em 22 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh của một công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện. Wow, một người làm công ty cổ phần truyền thông, một người làm tài xế, vậy thì sao quen được ta? Xưa là làm công ty cũ với nhau. Lúc hai bạn làm chung công ty cũ là lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó 18 tuổi mấy. 18 tuổi mấy rồi đó, đi làm rồi đó hả? Dạ. Rồi đâu bây giờ kể cho anh nghe cái câu chuyện hai người gặp nhau làm sao? Dạ, em vô công ty mà em làm ở tổ khác, anh làm ở tổ khác. Mà em cũng không biết tên anh đâu. Ai cũng kêu mập không à, em cũng kêu mập không. Với lại dễ thương. À. Tại sao không kêu là Doraemon chẳng hạn? Rồi cứ kêu mập mà dạng cũng vui vẻ lắm anh. Đi đâu người ta cũng nói chuyện, đi đâu cũng cười mà hình như gặp gái là nói chuyện nhiều hơn. Rồi sao? Rồi xong rồi cái bữa đó là tất niên là nhóm em tổ chức đi ăn riêng. Xong rồi cái bên nhóm em á, ai ăn cũng phải góp tiền hết á. Còn ảnh ăn, ảnh đi sao rồi, để vậy còn không góp tiền nữa mà ăn nhiều nữa chứ. Trời ơi. À. Cái xong rồi cái ăn uống xong rồi cái là còn trẻ mà đi coi phim. Cái em coi được khúc đầu, cái khúc giữa em ngủ. Em ngủ xong rồi cái em dựa vô vai anh ta ngủ luôn. Rồi xong khúc cuối em dậy em coi. Bộ là ngồi kế bên ảnh tự nhiên cái sức lan tỏa nó ấm áp quá rồi em ngủ luôn hay sao? Em thấy cũng êm êm. Đó, à, ngủ được hay quá vậy. Ngủ luôn. Đúng rồi, bờ vai này bờ vai vững chắc quá mà. À. Rồi cái đầu của dựa vô vai mình nó thấy sao? Cũng khoái khoái chứ. À, khoái khoái chứ. Thì khoái khoái lúc mà cổ dựa vô thấy đã không? Cũng ấm ấm áp. Rồi để nguyên vậy luôn. Để nguyên luôn. Mà với em thì em thấy cái ghế sofa này không? Không? Mỏi em không? Là em ngủ em thấy êm quá là em làm một giấc luôn. Rồi cái coi phim mà làm một giấc luôn thì thấy ghét không? Rồi sao sau đó thì về có nghĩ về ảnh không? Dạ lúc mà về á, cái mọi người trong công ty á chọc em hoài luôn. Xong rồi cái em cũng nói, tôi quen á. Rồi xong rồi cái ảnh cứ nói là cái ảnh đi lên cái thôi, đúng không vợ? Cái anh đi xuống cái, đúng không em? Cái em cũng thấy vậy mà mình nói cái anh quê thì tội nghiệp. Với lại nhìn cũng dễ thương, em cũng, đúng rồi chồng. Xong rồi mấy người mọi người chọc. Xong rồi cái một thời gian sau á, thấy cũng dễ thương, cái ngỏ lời quen á. Nhưng mà bây giờ này nếu như cho em nhận xét về cái anh chồng của mình á thì em sẽ nhận xét như thế nào về anh? Chồng em là đẹp trai. Mấy sao nữa? Dễ thương. Mấy sao nữa? Nói chung là ok lắm, nâu quá luôn. Hỏi nhỏ nhỏ xíu. Dạ. Lấy chồng mập về ôm sướng không? Dạ, em thấy lợi lắm chị. Lúc mà đi trời mưa á, cái em ngồi em núp vậy nè, là không ướt. Em núp sau lưng á, che chắn hết trơn rồi. Em ngồi ở sau lưng là không ướt. Đó là cái lợi thế mà khi mà lấy chồng mập. Còn gì nữa không? Còn lúc mà mấy người kia cứ chọc ảnh là mập vậy á, cái hỏi em cái nói lại câu gì nè, cục mỡ với lại cục xương hết cục nào? Đó, đương nhiên hết cục mỡ rồi, lựa chọn lựa chọn sáng suốt của em. Ủa rồi, về bao lâu thì mấy đứa mới chính thức yêu nhau? 2 tháng sau là quen nhau luôn. Yêu nhau rồi lâu không cưới? Dạ, cũng được 7-8 tháng. Cưới à? Dạ. Ủa tụi em cưới bao lâu rồi? 2 năm 7 tháng. Hả? Tức là 20 tuổi là đã đám cưới. 19 tuổi mấy rồi? 19 tuổi mấy em cưới à? Dạ. Ủa mà sao cưới gấp vậy? Gia đình hai bên hối thúc mà. Dạ, bác sĩ hối. Bác sĩ hối. Bác sĩ hối hả? Dạ. Ủa rồi. Công nhận là tiếng nhanh đánh mạnh ghê luôn á nha. Ủa dạ. Nếu vậy là con em năm nay nếu anh đoán là khoảng chừng 1 tuổi không? Dạ, có đó. 1 tuổi 14 tháng rồi. 14 tháng rồi hả? Dạ. Trai gái vậy? Dạ, gái. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Nhưng mà lúc em biết là em có bầu á, em vui, em buồn, em sợ? Em sợ, hai chồng đều sợ hết á. Nhưng mà mẹ chồng với ba chồng thì vui. Vậy á hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà ba em thì cũng khó lắm. Nên em cũng chỉ dám nói với mẹ em thôi. Mà lúc mà quen nhau cũng khoảng được 5 tháng rồi á, là tụi em cũng xác định rồi đó, là ba mẹ chồng em á là cũng có xuống nói chuyện với nhà em rồi. Cái là khi mà có bầu vậy á, cái là em nói là mẹ ơi giờ con sợ ba con biết lắm, mẹ đừng nói với ba con. Cái là ba mẹ chồng em xuống rồi nói chuyện bàn mưu tính kế với mẹ em rồi. Là xuống là không có nói với ba em cái vụ đó, chỉ xuống rồi nói là họp ngày gì cái đó rồi cho cưới luôn. Mà đến bây giờ ba em cũng không biết luôn. Nhưng mà phát ra cái là ba biết liền á. Dạ. Rồi
cưới nhau về ở chung nhà với nhau 2 năm rồi đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì có vỡ mộng gì về nhau không? Sao có phát hiện ra anh mập này anh có tính xấu gì không? Thì anh mập mập là anh biết rồi, ngủ là ngái là chuyện bình thường rồi đó em. Nó đâu rồi, phải tính xấu đâu. Rồi mê bấm điện thoại lắm. Nói chung là tiếp cận công nghệ thông tin là hơi bị dữ luôn. Ừ. Ý vợ em có bấm điện thoại không tôi? Dạ có. Hai chồng cùng bấm điện thoại rồi ai canh con? Là hồi lúc đó là vậy, nhưng mà giờ là em ra luật rồi, 6 giờ tối trở đi là không ai được bấm điện thoại hết á. Ừ. Dành thời gian cho con, nhưng mà con của em cũng từng ở dưới đây, còn từng ở trên nội. Rồi hai chồng là coi như là có hay đi chơi không? Tuổi này là tuổi ăn chơi mà, đúng dạ, không? Dạ có, hai chồng cũng hay đi chơi lắm. Dạ. Yeah. Tuần 7 ngày đi chơi 6 ngày không? Dạ cỡ đó. Trời ơi! Tuổi này đang là tuổi đi chơi mà. Mà thường đi mà. Chơi là đi ở đâu? Những con đi siêu thị rồi cho đi chơi mấy chỗ khu vui chơi rồi. Không, cái chuyện mà cho con đi là chuyện bình thường. Dạ. Hai vợ chồng kìa có, dạ, có lén con đi chơi hoặc là gửi con trong bà ngoại để đi chơi không? Dạ, mỗi lần lên kế hoạch đi Đà Lạt hay Vũng Tàu vậy á là dạ, em gọi hỏi bà nội ơi, bà nội có nhớ bơ chưa? Cái là vậy là mẹ em tự hiểu. Mẹ em nói là đi chơi đúng không? Ờ đem bơ về đây ông bà nội coi cho. Rồi, rồi tới tuần đó. Vợ dạ, em có tính xấu gì không? Đi làm về trễ, không về nấu cơm cho em ăn mà đi ăn quán xong rồi mới về. Tức là ham vui đó phải không? Dạ. Đó, ăn vui với mấy đứa đi, bạn á. Đi ăn vui quán là đi với bạn đúng không? Dạ. Có khi nào vì chuyện đó mà gây lộn không? Dạ cũng có chứ. Ừ, hả? Dạ. Không gây lộn dữ không? Cũng vừa vừa thôi. Vừa vừa à. Chưa có chuyện nặng. Rồi, cái gì nữa? Thì đi làm về bấm điện thoại không à. Ít lo cho con lắm. Rồi em lo không? Em chăm con là em chăm sao? Cho nó ăn, cho tắm cho nó, rồi ru ngủ nữa. Mà hai đứa trong cuộc sống có lúc nào mà giận hờn nhau rồi cãi lộn tới cái mức mà đứa này đòi bỏ đứa kia không? Dạ có. Đại bữa đó là Kim lên công ty rước em về. Ừ. Cái lên chảnh đứng đợi, mà ông nó đi ăn với bạn nào không biết. Đứng đó em đợi riết mà trời mưa nữa. Đứng kệ gần tiếng rưỡi đồng hồ á, không hay xuống cái em gọi mà không móc máy nữa. Sợ đi ăn rồi không dám móc máy. Ừ. Họ nhắn tin cái nói em đi ăn với bạn rồi, làm uổng công đứng tiếng rưỡi đồng hồ đó. Đó, cái em chạy về, cái nóng quá, nhắn tin giờ không về là ly dị luôn, mới đi về. Ừ. Về xong rồi cái con bé nó kêu mẹ ơi, cái ổng nó anh nói vậy nè, thôi lại đi với ba nè con, mẹ mày nó ăn nó chơi không mà, có hương mày đâu mày lại nó làm gì. Rồi đó, hai cha con ngồi nói với nhau gì con hương ba ông con rồi xong rồi này nọ. Mỗi lần mà gây lộn là mẹ em toàn binh ảnh không, toàn là nói em là thôi nghỉ làm luôn đi. Ờ à, vậy đó dạ. Hả? Rồi anh em hỏi mà... nè, dạ, chồng em có ren không? Vì lúc mới quen nó nói cũng nói mà, nói anh thì anh ghen lắm. Thường có khi nào mà chồng em ghen với cái cách mà ăn mặc của em nè, hay là cái cách trang điểm chạy trước của em, nói chung là cái ngoại hình của em đó. Đúng là rất là xôi luôn á anh. Trời ơi, có luôn hả? Đi làm mà mặc váy ngắn cũng không được, phải mặc váy là đến đầu gối nha. Mặc váy mà trên đầu gối là cũng nhăn. Cái là giận, nói là cái gì? Anh nói em gì, anh nói em mà lời nói nó không có trọng lượng, anh không biết mà em cứ làm hoài vậy. Mà em càng nói thì em càng làm. Vậy hả? Sao em không cho mặc váy ngắn? Thế là đó, không thích gái mặc váy ngắn quá. Mày muốn mặc đồ bộ đi làm đi em. Ờ, đồ bộ. Ờ, váy nghe được. Dạ. Chở mặc đồ bộ đi làm kìa. Ờ, hiểu không kìa. Nhưng mà đó, em không thích là vì em thấy không đẹp hay là tại vì em sợ ai nhìn? Quá là sợ nhìn mà ta thấy nó sao sao á. Có thật không hay là em lo lắng, em sợ cô này quá đẹp trong mắt mọi người? Phải, tại vì công việc cứ đi ngoài đường nhiều á, mặc váy ngắn quá thì trời nó đen. Thiệt không? Thiệt. Thiệt không? Nó đen. Lo làn da hay là lo người khác nhìn cặp chân của vợ mình? Lo làn da. Lo làn da. Có sợ mất vợ không? Dạ cũng có chứ. Chung là hai chồng nói vui. Nói đi cho vợ em hiểu. Thực ra là tất cả những cái đó là vì em không muốn mất vợ em. Rồi á, mặc đầm ngắn á, thì sợ đen. Nó đen là nó bên ngoài vậy thôi. Nhưng bên trong á, là sợ đen. Sợ mấy ông công ty rồi hay đi ăn chung với người ta nữa. Sợ vậy đó. Mà nha, em nói là sáng đi làm trưa cái công ty em cho nghỉ tiếng rưỡi á, là chở đồ ở đâu á, như cái là chạy thiệt là nhanh về rồi xong đậu trước công ty hai chồng đi ăn. Xong rồi cái ăn xong rồi chở về công ty xong rồi chiều rước về.
cưng không? Cưng vợ hết sức luôn á. Cưng nghe nè. Em không bà xã mình thay đổi điều gì? Đi làm về sớm. Vậy thôi hả? Dạ. Có mong vợ nấu ăn cho chồng ăn không? Dạ giờ cũng mong muốn là chiều về vợ nấu cơm cho chồng ăn. Thôi nói câu đó nhìn vợ mình đi. Chồng em thì đi là đi chạy xe mà còn một tiếng nữa về, mới chạy về tới nhà mà em phải nấu cơm cho anh đói lắm rồi á. Tiếng nữa là mới về tới nhà mà nó gọi điện thoại nói rồi. Còn mỗi lần giận á thì anh biết cái tướng vậy rồi nha, cái cửa thì có nhiêu đâu mà cứ đứng ngay cửa vậy á. Đứng ngay cửa kia là hung anh miếng đi, hung anh miếng đi, cứ đứng ngay cửa không cho ai đi ra. Rồi xong rồi như chồng ta thì mỗi lần mà giận hay cãi lộn thì vũ phu, còn chồng em vũ nữ. Sao? Là múa bụng rồi nọ, nhảy múa. Chắc tôi bắt đứng lên cho múa bụng cho tôi coi đó. Rồi, dễ thương ha. Bây giờ em mong muốn Tuân thay đổi điều gì? Dạ em muốn là anh bớt bấm điện thoại lại. Ý là đừng nhậu, em không thích ai nhậu hết. Rồi còn gì nữa? Em chỉ mong chồng em vậy thôi chứ nói chung chồng em number one rồi. Chồng em anh number one, number one, number one. Thôi bây giờ nè, bao lâu rồi vợ em chưa nấu ăn cho em ăn? Cũng tháng nay à. Nhưng mà em biết là từ lúc trước giờ em nấu rồi, nấu riết lên 120kg rồi đó. Không, bây giờ vậy nè em chồng em mong muốn em về sớm nấu ăn. Thì bây giờ em thử em lên một cái thực đơn á, mà làm sao để mà nó vừa đảm bảo được sức khỏe nhưng mà nó cũng sẽ không có bị lên ký, ví dụ vậy đó. Tức là giống như mình có hai điều kiện nè. Nếu mà anh muốn em nấu ăn cho anh thì em sẽ nấu, nhưng mà anh phải ăn những cái món mà em nấu, đúng không? Thì ngược lại thì vợ sẽ đi nghiên cứu cái thực đơn mà dành cho những người để mà giảm ký. Bây giờ quá dễ. Cho nó có sức khỏe đó. Bây giờ đó hai vợ chồng hứa nhau vụ đó đi. Anh nói đi anh. Nào. Cả hai đứng lên đi. Đó. Anh ghét không? Nhìn giống số 10 không? Thì anh phải ăn rau, gì không chịu ăn rau hết à. Mà ăn rau phải là xào mới ăn, luộc không ăn. Giờ em làm cho ăn rau luộc 10 món luôn. Chịu không? Không, có nhiều loại rau luộc ngon lắm á. Dạ. Thì bây giờ ở đây em cũng mong muốn là vợ đi làm về sớm lo cho con cho cái. Thôi nhìn vợ đi. Không nhìn tôi hoài. nấu ăn cho anh ăn. Dạ. Em cũng mong là anh giảm cân nên em sẽ nghiên cứu cái thực đơn tốt cho anh hơn. Nên mong anh cố gắng giảm cân nha. Trời ơi. Tôi hung liền luôn á. Hung liền, tay hung liền. Cặp một cái liền. Đó. Rồi. Yeah. Ok, rồi chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ trên này, nắm tay nhau đi hết đến cuối đoạn đường nha. Dạ xin chào hai MC của chương trình. Em tên là Trịnh Thanh Long, năm nay 29 tuổi. Hiện tại là nhân viên kỹ thuật bảo hành máy tập gym thể thao rồi. Thế còn em? Em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Thì em là huấn luyện viên aerobic. Huấn luyện viên aerobic. Em thấy cái dáng anh tập aerobic được không em? Dạ được, chắc là hết bụng được á anh. Thôi thôi, vậy hả? Được á nghe. 10 năm. Bên này là bảo hành máy tập thể dục. Đây là aerobic. Chắc chắn các bạn phải quen nhau ở trong một cái phòng tập gì đó đúng không? Tụi em là quen nhau trước đó mấy năm rồi. Đó đó trật nữa thấy chưa? Cứ mỗi lần mà ông Thuận không đoán trật cái tôi đã sao đâu. Quen nhau sao đâu, kể nghe chơi. Chuyện cũng ngắn gọn lắm, thì cứ mỗi lần mà tới cuối tuần á là công ty em tổ chức cái chương trình hát karaoke để phát cho toàn thể công ty nghe nữa đó. Thì em là người chuyên cứ tuần nào cũng đi hết á. Dạ thì có một nhóm nói là có con bé này cũng hát hay lắm. Có gì anh dắt lên hát chung đi nọ, thì mình cũng đâu biết ai đâu, thì hồi ra mới là con bé này lên. Rồi hai đứa lên sao? Khi em lên em chỉ cố tình nhập ảnh thôi chứ là sao em không muốn hát hồi á. Là em đã kết ảnh trước rồi đúng không? Đúng rồi, tại vì nghe nói là ảnh hát hay, thứ hai là tóc tai của ảnh lúc nào cũng một bên thì chấn cao lên, một bên thì tóc dài thòn, lúc nào cũng vú keo, thấy ảnh rất là gọn gàng. Thì nghe ảnh hát hay nữa, thành ra em muốn theo ảnh vô sẵn xin số điện thoại của ảnh luôn. Đến đó là chỉ có mục đích là đến để mà gặp ảnh thôi. Dạ, lấy số điện thoại. Dạ đúng rồi, lấy số điện thoại đích chính của em. Còn anh này có biết cái mục đích của vợ không? Em thì chỉ nghĩ là có bạn mới lên hát chung với mình cho vui thôi, chứ mình cũng không biết để ý gì mấy. Rồi em có thả tính không? Dạ có anh. Em nói ảnh là cho em mượn máy để em gọi về nhà cho em. Thật sự là em lấy máy anh em đá số qua thôi. Rồi em mới ngồi xíu, anh hát xong em đi ra. Lúc em ra thì em giả bộ em chuột chân, có ảnh có phản ứng là anh có ra anh đỏ em không? Thì giờ em chuột chân cái ảnh bay anh ra đỏ liền như là. Ủa, có quay một vòng không? Không, không có thể bạn tới đâu anh ơi. Bao lâu thì hai bạn mới quen nhau? Em nhớ chính xác là
là 29 tháng 9 năm 2012 là hai tụi em gặp nhau là yêu nhau luôn á, là ngày trung thu luôn á. Là lúc đó là em có bồ chưa? Chị hỏi đúng rồi nè. Lúc đó có. Có bồ. Dạ. Mà coi như là vẫn dạ. Tiếp nhận là luôn. Bắt tiếp... cá hai tay. Dạ đúng rồi. Bao lâu thì em mới biết được là ổng ngoài mình ra ổng còn một người nữa? Chắc là khoảng 6 tháng đó anh. Là em biết, em mới lên kế hoạch. Chút ảnh rượu sai, thành không biết uống rượu được. Anh uống chừng một lọ chai là anh quắt rồi. Bữa đó rủ anh đi ăn trên gà nướng ở ngay là đường anh. Uống rượu mà rượu gạo nữa. Em với anh uống nửa xị. Rồi em mới hỏi cái chuyện con bé đó làm sao sao đó. Mà ngờ đâu anh không có sai. Mà anh còn đè, còn đè không tới tóc em á. Cái bữa đó là thất bại tràn trề luôn. Rồi cái lần hai có bắt được con cá kia không? Em cho anh có thời gian á. Ý là em không có nói, nhưng em chỉ nói là anh cố gắng giải quyết câu chuyện của anh đi. Anh có nói là em đó là em gái thôi chứ không phải là người yêu. Em cũng tin là chuyện đó, nhưng mà em vẫn nghi ngờ con gái nhạy cảm lắm. Thì một năm sau thì cái hôm đó là em thấy là bé đó nhắn tin cho ảnh nhiều quá. Mỗi lần đi chơi là ảnh cứ đi ra xa không à. Bỏ đi nửa tiếng hồ có quay lại. Ảnh nói nghe điện thoại bạn. Điện thoại bạn nó chỉ tới nửa tiếng hồ. Rồi em giải quyết làm sao để mày dứt điểm luôn. Thì cuối cùng là mọi chuyện thì nó cũng đâu vào đấy, nó cũng dứt điểm luôn. Thì lúc đó là bé cũng từ bớt liên hệ với em lại. Từ đó là hai chồng là cứ quen tới lúc cưới. Rồi cưới nhau xong về rồi em còn bé nào nữa không? Còn anh nhưng mà lẻ tẻ lắm. Đúng anh em đánh lẻ tùm lum đó là không chính thức. Nói chung là anh thả thính không có kiểm soát luôn. Thả thính không biết là đang thả thính nữa. Tức là sao? Là em cứ thấy phụ nữ là thả thính là hay sao? Đúng rồi chị. Không cần biết người đó là như thế nào, chỉ cần biết là thấy phụ nữ là thả thính. Thả thính thì sao thôi, nói chuyện nghe rồi. Anh giới thiệu đi anh. Cái này là bản năng của anh á. Tôi không có thả thính được nghe, tôi thả. Nhưng mà thả sao chứ? Ví dụ như mình phải thì... đối tượng nó phải đúng điện với mình mới thả thính được chứ. Mấy lần tôi cũng thả thính thử nó rớt thính hoài. Thì nhắn tin chat chít đồ này nọ đó. Đôi lúc thì em giấu vợ em tại em ham vui. Thế nhưng mà sau này công nghệ nó hiện đại quá, nó cao quá. Cũng không qua được, bả còn tài cao hơn mình nữa. Trời ơi, chung tài khoản hàng lao là cái gì cũng qua chứ. Vậy là cái năm đầu là năm thả thính đó phải không? Đúng rồi chị. Rồi bắt đầu tu từ lúc giữa năm hay cuối năm? Hay là đầu năm thứ hai? Cũng thả chị, nhưng có điều là không có nhiều lúc trước. Ý là thả một cách nhẹ nhàng thôi chứ không phải là thả mà lâu ngày, chứ thả 2 giờ thôi. Ví dụ như gặp cái bé đó đi ngang qua đường, anh có phải thả một cái mặc dù không biết gặp nữa hay không? Vừa dẻo ghẹo chơi cho sướng là... miệng. Hoặc là khen bé là hot girl, hoặc là ba là chụp hình với bé xinh tốt này nọ, ý là ảnh hay vậy lắm. Ồ vậy và... mà đi với em cũng như vậy luôn. Đúng rồi chị, đi với em hai đứa ngồi chung một cái con thuyền đi chơi á. Cái thuyền kia bạn bé kia cũng đi ngang qua em, mà trong khi không biết người ta là cái gì hết mà quay là chào em hot girl nha, chụp hình được không em, rồi xin Facebook lưng. Bé kia cũng trả lời là em nick anh là cái gì, trong khi bé không biết em là vợ của ảnh. Em cũng hơi bực mình chút. Em có biết là vợ mình khó chịu về những chuyện đó? Đôi lúc cũng biết, mà do cái tật của mình khoái cho mình vui một cái, mình ghẹo cho mình vui một cái tự nhiên. Có lần nào vợ em coi như là phản ứng? Có trên thật. Đôi lúc là kịch liệt luôn á. Đôi lúc đó em chỉ đứng hình, im lặng đứng hình. Đúng rồi em. Xong rồi lần sau lại tiếp tục thả nữa. Có cái vụ thả thính nào mà nó bự thật bự mà nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống vợ chồng của em? Dạ có. Thì lúc đó ảnh thì thả cái bạn trong nhóm của em. Nói chung là em xem bé đó là bạn bè bình thường thôi. Ảnh thì thả thính bé đó. Thả thính xong anh còn nói với em nữa: anh cứu bé đó được không? Em nói là bạn của em, anh làm sao thì làm. Chừng tuần hai người nhắn tin nhau hoài luôn. Cứ 11 giờ 12 giờ đó là nhắn tin cứ cười khúc khích hoài à. Em nói bạn bè nhắn tin gì tới 11 12 giờ đêm. Cái một tuần sau ổng nó đi công tác ở Campuchia. Em thấy lo rồi. Cái em lấy điện thoại của ổng liên kết với máy tính của em á, qua đường link á, là Zalo của ổng á, là ổng nhắn tin cho bé đó em đọc hết. Sáng sớm mới 6 giờ bước ra khỏi nhà là ổng nhắn tin cho bé đó rồi. Chụp hình tự sướng nữa. Anh đang uống cà phê một mình em. Đó, tối đó hai nhắn tin tới 12 giờ đêm. Em đọc hết luôn, lúc em khóc quá trời luôn. Có khoảng 1 giờ sáng em nhắn tin cho ảnh. Anh nói anh tính sao, em thấy đọc tin nhắn của anh hết rồi đó. Em chụp hình màn hình là em gửi cho anh coi á. Anh cứng họng không nói gì em hết. Nói chung thời điểm đó là em cũng bị thất vọng. Tại vì có chuyện tình cảm không biết đâu mà anh xem trọng cái chuyện đó quá. Lúc đó em bị nghỉ việc, thất nghiệp ở nhà. Em bị áp lực á. Giống như mình không có việc làm ở nhà, chồng lại thả thính ở ngoài nữa. Thành ra nhiều khi em suy nghĩ là chắc chồng em chán ghét em sao em cũng không biết. Lúc đó em thời gian đó là sụp đổ nhiều nhất cái gì. Lúc đó em có nói với chồng em tất cả suy nghĩ này không? Em có chia sẻ nhiều, em có nói nhiều. Chứ em cũng khóc nhiều nữa. Nhưng mà có lẽ là anh hiểu những điều em nói rồi anh tạm ngưng nó rồi. Nhưng mà cái chuyện đó anh cũng không bỏ qua được. Nhưng nó chỉ bớt thôi chứ nó vẫn tiếp tục như vậy. Thì cái chuyện đó là lớn nhất từ đó giờ. Rồi em cảm giác là em sẽ chịu đựng được cái này trong bao lâu? Đó. Chắc em không chịu đựng nổi, tại vì thật sự là cái nào cũng như là một mình có một cái mức giới hạn nào đó. Mà khi mà mình vượt quá em sẽ bùng phát lên. Sự là em cũng muốn nhà chương trình giúp đỡ cho em với ảnh. Mà sự là em cũng nói hết lời rồi. Em có hiểu được cái điều mà vợ em đau khổ? Có chứ. Thì em sẽ là dần dần em khắc phục lại cho cái tật của em. Tại cái tật em nó bị ngấm từ xưa.
thì bây giờ mình phải cố gắng khắc phục từ từ. Giống như ảnh, thấy em dễ dãi quá, ảnh làm, ảnh làm tới sao anh ơi. Còn một tật xấu của em muốn chia sẻ luôn là em muốn anh khắc phục thiệt khắc phục nhiều hơn nữa là ảnh ra đường á là ảnh hay bạo lực lắm. Em quẹt xe với ảnh là bắt đầu ảnh xuống xe ảnh chặn đầu đánh lộn rồi đó. Em mệt mỏi tính cách này nhưng mà ảnh không đánh em, chỉ đánh người ngoài thôi. Chưa bây giờ đến giờ. Chưa bây giờ đến giờ bạo lực người ngoài thì có. Đó là hai cái mà em cảm thấy bất lực nhất anh, bất lực nhất. Bất lại lực. Không thay đổi được chồng của em. Và cái điều mong muốn của em đối với chồng thay đổi cũng là hai cái điều đó. Ồ, chị hỏi em nè, một lúc nào á mà em phát hiện là vợ em á cũng giống như em á, thả thính với một người đàn ông nào đó, thì em có hình dung được là lúc đó em sẽ như thế nào? Lúc đó chắc em cũng như vợ em vậy đó, bực mình khó chịu đồ này nọ, bắt đầu phải tìm ra nguyên nhân phải làm sao. Có khóc đó. Em thì ít khi nào mà ấy lắm, mà khóc khóc toàn là trốn mình không à, chứ không cho người ta biết. Thì vợ em cũng vậy mà, vợ em cũng giấu cảm xúc của cổ mà, cổ đâu có cho em thấy là cổ khóc đâu đúng không? Đôi lúc cổ khóc la sùm trước mặt em, chửi em luôn. Ờ, rồi á, có khi nào em nghĩ tới là một lúc nào đó em sẽ mất vợ em không? Có bao giờ em nghĩ tới điều đó không? Có chứ chị, tại vì trên đời đâu mình đâu đoán trước chuyện gì đâu. Khi mình mới ngồi đây ngày mai không thấy mình đâu, chị hiểu rồi. Đó thì em đang cố gắng cải thiện lại cái cách ứng xử của em với vợ này nọ, thì em đang học từ từ nè chị, đang học từng ngày luôn á. Mà có điểm muốn chia sẻ là ảnh thả thính với người ngoài được chứ em không thả thính với không giờ. Từ lúc quen nhau tới giờ là chưa giờ thả thính em bao giờ hết á, chưa giờ nói lời ngọt ngào này với em thiệt luôn á. Em không hiểu lý do tại sao nữa. Mà giờ hỏi thêm câu nữa nè, ví dụ như bây giờ em thả thính với một người nữa rồi, em phải có cái sự chọn lựa mà đây không ai ép em hết, chọn lựa bằng trái tim. Em nghĩ là em sẽ chọn vợ em hay là chọn cái cô đó? Em sẽ chọn vợ. Tại vì vợ là cực kỳ tâm lý. Từ lúc mà hai đứa mà quen nhau tới lúc mà tới bây giờ luôn cũng được là 5 năm. Tại vì em biết sao không? Có những cái tính cách á, nó gọi là một cái bản năng mà nó thành như là hạ ý thức á. Em hiểu không? Tức là nhiều khi người ta không muốn đâu, nhưng mà nó gần như nó là một cái phản ứng mà hạ ý thức luôn. Dạ em hiểu cảm giác đó. Đúng không? Đúng không em? Em thấy ông xã em hay bị gì ngoài. Có. Đúng không? Thì thành ra là nhiều khi chồng em không muốn. Đúng. Nhưng mà nó bị như vậy đó. Rồi sau khi mà mình làm rồi mình mới thấy ủa sao, tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình lại như thế? Đúng rồi. Cái đó nó là bệnh á. Thì cái việc của em á là cái việc gì? Phải là chận từ lúc đầu. Mình phải xác định rõ ràng chồng mình, nếu cái việc mà anh Hoa bay bướm ở ngoài cái thả thính nó là thật mình mới sợ. Còn cái này á, nó không phải là thật, cái đó là ảo, em hiểu không? Thì em phải bộc lộ tất cả những cái cảm xúc của em cho chồng em biết. Em không đồng ý như vậy, em phải chặt từ từ. Em không có chịu đựng cái đó. Đó, mà em phải là người sát cánh bên chồng em, hỗ trợ cho chồng em để từ từ bỏ cái đó đi. Em hiểu chị không? Đó, cho nên tại sao chị mới hỏi hoài là nếu cho em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn ai? Cuối cùng vẫn đáp số vẫn là em. Thì bây giờ sau đây là chị nghĩ như vậy nè, em phải sát cánh bên chồng em để từ từ dẹp bớt tất cả những cái đó đi. Hai em hả? Em nếu mà vợ em hỗ trợ thì em cũng nên bỏ. Chắc từ từ em đi. Phải, em bỏ phải đi tập ha. Cho nó hết. Ừ, tập đi. Và thậm chí nếu mà được hứa với vợ một lời gì hứa để vợ an tâm, để mà còn sát cánh với em nữa, chữa cái bệnh này. Đúng rồi, hứa chương trình nha. Nghĩ là hứa chương trình, hứa với mọi người đi, hứa không được. Em cũng tập nói những lời hoa mỹ với vợ em đi. Sau chương trình này thì em sẽ là chú ý đến cảm xúc của vợ hơn. Để ý nhiều hơn vợ muốn gì và cần gì, và sửa lại cái tật xấu của em, thì hai vợ chồng thì sẽ chắc ở tới chết. Đúng là thật lòng đúng không? Đúng không? Chắc là sẽ ở tới chết. Ví dụ như hoa mỹ là sẽ ở với nhau tới ngày răng long đầu bạc, sẽ đến ngày cuối đời sẽ ở với nhau tới chết. Đó. Còn này rất thật luôn. Anh hy vọng rằng là lời hứa của em sẽ thực hiện được, và hai vợ chồng sẽ cùng đi đến nhau đến trọn đời trọn kiếp. Dạ, nghe đó, hoa mỹ đó, cái này là bạn đó, 2 trong 1, 3, 4 trong một sẽ đó. Có một thiên thần xinh đẹp kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình. Dạ, đó giờ làm gì đi, tụi tôi không có dòm đâu. Hùng mới đi đó, dạ, làm gì đi cho vợ xem sướng hạnh phúc rồi không em đi đó. Đó rồi, rồi xin chào hai em.